Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipca. Tôi đang đứng cạnh chiếc xe Suzuki Sias, một mẫu xe khá là chìm trong phân khúc xe sedan hạng B tại Việt Nam. Và chiếc xe này đang được bán với mức giá là 534.900.000 đồng. Vậy thì tại sao mẫu xe này lại không được ưa chuộng tại Việt Nam? Do chất lượng sản phẩm hay là do chất lượng dịch vụ hay yếu tố nào khác? Chúng ta cùng nhau thảo luận trong video ngày hôm nay. Quý vị ủng hộ kênh thì đừng quên một thao tác rất nhỏ nhưng lại là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Đó chính là bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi có video mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng ta cùng lướt qua một chút những thông số quan trọng nhất của chiếc xe này. Các thông số về lý thuyết, ví dụ như là công suất hay là sức kéo, đều ở mức khiêm tốn trong phân khúc. Và đây là những yếu tố mà không mấy thuận lợi khi mà đặt lên bàn cân. Thậm chí là còn yếu hơn một chút so với mẫu Hyundai Accent máy 1.4. Và đi cùng với động cơ này là hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Về phần gầm thì mẫu xe này cũng tương tự như các mẫu xe khác. Tức là ở phía trước là MacPherson và phía sau là kiểu dập xoắn. Và mẫu xe này trang bị cỗ lốp là 195/55R16. Bây giờ đến một phần thông tin rất quan trọng mà chắc hẳn là những quý vị mua xe sẽ quan tâm. Đó chính là chi phí sử dụng, bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và chi phí sửa chữa. Đầu tiên là về chi phí nhiên liệu thì chúng tôi đã ghi nhận là trong quá trình sử dụng, thực tế chiếc xe này tiêu hao trung bình khoảng 6 lít/100 cây. Như vậy cũng ở mức là hợp lý ở trong phân khúc này. Tiếp đó đến một cái hạng mục chi phí số 2, đó chính là chi phí bảo dưỡng định kỳ. Thì Suzuki áp dụng một cái chính sách rất khác biệt so với một số hãng khác trong phân khúc. Đó chính là cái mốc bảo dưỡng định kỳ cách nhau là 7.500 km. Như vậy là tiết kiệm khá là nhiều chi phí và thời gian cho người sử dụng xe. Và chiếc xe này có tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ từ khi lăn bánh 0 km đến khi đạt 100.000 km hết khoảng 16 triệu đồng. Như vậy đây là cái mức chi phí rất thấp, chỉ bằng khoảng một nửa so với một số dòng xe khác trong phân khúc xe sedan hạng B. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bảng giá của một số hạng mục phụ tùng trong gói bảo dưỡng định kỳ. Chúng ta có lọc nhớt này, lọc gió động cơ, buji, dây đai bơm nước hay là lọc gió điều hòa. Thì tất cả đều có mức chi phí vô cùng dễ chịu, thậm chí là rẻ tương đương với một số phụ tùng của một số dòng xe máy. Và hạng mục chi phí số 3 đó chính là chi phí sửa chữa. Ở đây chúng ta sẽ tham khảo một số hạng mục phụ tùng, ví dụ như là má phanh trước này, má phanh sau, giảm xóc trước, giảm xóc sau, két nước làm mát, lốc điều hòa, cúp đèn trước hay là bơm nước làm mát. Thì có một điều mà chúng tôi rất ngạc nhiên, đó chính là phụ tùng của Suzuki rất rẻ. Trong số những cái món mà chúng ta vừa liệt kê ở đây, hầu hết đều rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ khác trong phân khúc. Nhưng có một hạng mục mà chúng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, đó chính là giảm xóc trước. Có mức giá lên tới gần 6,4 triệu một chiếc. Không hiểu tại sao cái hạng mục này nó lại đắt đến vậy. Về vấn đề lỗi hay là những vấn đề phát sinh thì chúng tôi đã khảo sát trong nhóm những người sử dụng xe Suzuki Sias trong nhiều năm qua thì được biết là chiếc xe này trong suốt quá trình sử dụng không có bất kỳ vấn đề gì mà phát sinh đáng chú ý. Như vậy là chiếc xe này có thể nói là lành như một cục đất. Những quý vị đang sử dụng dòng xe này, chúng ta ghi nhận những cái vấn đề gì thì xin hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận về tính năng vận hành. Đầu tiên và như thường lệ đó chính là về độ tinh tế và khả năng cách âm. Thì thực sự là chúng tôi không biết nói gì bây giờ, bởi vì là khả năng cách âm của chiếc xe này không được như mong đợi. Theo thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì ở tốc độ 50 km/h, chỉ số độ ồn đo được đã là khoảng 64 dB. Và ở tốc độ 100 km/h thì chỉ số độ ồn đo được là khoảng 69 dB. Như vậy là ngay ở tốc độ 50 km/h thì độ ồn của chiếc xe này đã tương đương với một số dòng xe khác trong phân khúc di chuyển ở tốc độ khoảng 80 km/h. Và nguồn ồn mà chúng tôi cảm nhận được chủ yếu là từ lốp xe. Chiếc xe mà chúng tôi trải nghiệm trong chương trình hôm nay đã trải qua vài năm sử dụng và bộ lốp cũng đã quá cũ rồi. Thường là khi được trang bị lốp mới thì độ ồn của xe sẽ giảm khoảng 1 đến 1,5 dB. Đến đây thì có thể kết luận rằng khả năng cách âm của Suzuki Sias có thể nói là gần như đứng cuối bảng trong phân khúc xe sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay. Nếu như khía cạnh khả năng cách âm chúng tôi cảm thấy chưa thực sự hài lòng thì về sức mạnh động cơ chúng tôi lại cảm thấy hài lòng. Cụ thể là tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ mất hơn 4 giây và từ 0 đến 100 km/h chỉ mất hơn 12 giây một chút xíu. Với kết quả như vậy thì mặc dù các thông số về mặt lý thuyết là ở mức không được cạnh tranh lắm trong phân khúc, nhưng mà rõ ràng trong thực tế thì lại rất ổn. Còn nói về hộp số thì chiếc xe này được trang bị hộp số tự động 4 cấp. Chúng tôi sẽ không thể dùng những cái từ ví dụ như là mượt mà hay là bứt phá hay là cái gì đó nó ngọt ngào cho hộp số này được, bởi vì nó chỉ có 4 cấp số thôi. Tuy nhiên thì cũng như truyền thống của các dòng xe khác của Suzuki,
Hộp số này cũng có chức năng OD-OFF, tức là Overdrive OFF. Khi mà chúng ta kích hoạt chức năng này lên thì hộp số sẽ khóa số 4 lại. Như vậy là sẽ tối ưu sức kéo khi mà chúng ta leo dốc, đổ đèo hoặc là tăng tốc ở tốc độ trung bình hoặc là tốc độ cao để vượt xe dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Yếu tố tiếp theo mà chúng tôi cảm thấy thực sự băn khoăn đó chính là trang bị an toàn. Theo cảm nhận của chúng tôi thì danh sách trang bị an toàn tiêu chuẩn của dòng xe này có lẽ là ở mức hơi nghèo nàn trong phân khúc. Cụ thể những trang bị an toàn quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cần phải bóc tách thêm một số những yếu tố khác. Tức là trong danh sách trang bị an toàn này thì chúng ta sẽ thấy là một số những cái trang bị, nếu chỉ thoáng nghe thì chúng ta sẽ thấy là rất thông minh. Có vẻ như đó là những chức năng an toàn trong cái gói hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cảm thấy rất lạ ở đây, đó chính là tất cả những chức năng này nó chỉ mang tính chất là cảnh báo, chứ hoàn toàn không can thiệp bất cứ một cái yếu tố nào vào hệ thống phanh, hệ thống lái hay là chân ga v.v. Điều này đồng nghĩa với việc là cái gói trang bị an toàn này chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm bằng những cái phụ kiện đang có trên thị trường. Và một trang bị an toàn chúng tôi cho rằng là hơi đáng tiếc, nghĩa là nó không có trên chiếc xe này, đó chính là hệ thống cân bằng điện tử. Mà lẽ ra nó sẽ trở thành một cái trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các dòng xe, kể cả là hạng A. Đây chính là cái trang bị mà giúp tăng độ an toàn khi mà chúng ta đánh lái gấp, hạn chế nguy cơ văng xe. Tuy nhiên thì chiếc xe này cũng thiếu vắng. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta di chuyển trên đường mà gặp những tình huống mà cần đánh lái gấp, ví dụ như là tránh một chướng ngại vật bất ngờ, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nhưng một khía cạnh mà chúng tôi đánh giá rất cao chiếc xe này đó chính là hệ thống treo. Có thể nói rằng là đây là chiếc xe có hệ thống treo có độ cân bằng gần như là đầu bảng trong phân khúc. Ngay cả khi xe di chuyển lên đến tốc độ 100 km/h hoặc là hơn nữa thì độ ổn định thân xe cũng được kiểm soát rất tốt, có thể nói là xuất sắc luôn. Gần như là không có cái cảm giác bồng bềnh hay là chòng chành khi mà chạy tốc độ cao trên xa lộ. Và yếu tố cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đó chính là hệ thống lái. Cũng rất lạ, khi di chuyển ở tốc độ cao thì cũng rất đầm chắc, và khi mà di chuyển ở tốc độ thấp trong đô thị thì cũng rất nhẹ. Nhưng đây lại không phải là hệ thống lái trơn tru. Đây, ví dụ như là chúng tôi đang chuẩn bị di chuyển qua một bùng binh, và quý vị hãy cùng quan sát. Tôi sẽ buông tay ra khỏi vô lăng. Đó, hệ thống lái không tự trả lái, cho dù là chúng ta đánh lái sang trái hay là sang phải. Nhưng bù lại là mức độ linh hoạt cũng ở mức tốt. Cụ thể là số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải là 2,9 vòng. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu về chi phí sử dụng cũng như là tính năng vận hành của mẫu xe Suzuki CS. Bây giờ chúng ta cùng xem là ngoại thất và nội thất có cái gì đáng chú ý. Về mặt kích thước thì chiếc xe này không phải là lớn nhất trong phân khúc, nhưng mà chiều dài cơ sở lại hơn khá nhiều đối thủ khác trong phân khúc. Và điều này ảnh hưởng đến không gian sử dụng ra sao, chúng ta hãy cùng nghiên cứu ở phần sau. Nổi bật ở phần ngoại thất đó chính là hệ thống đèn LED projector. Và chất lượng chiếu sáng ra sao, bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát. Khi mà vào bên trong nội thất thì chúng ta sẽ thấy một vài điểm sáng. Điểm sáng đầu tiên đó chính là một màn hình Android. Và chúng tôi đánh giá là màn hình này độ mượt ở mức khá tốt. Ở đây thì có cả hệ thống bản đồ dẫn đường của Vietmap luôn. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải trang bị thêm một cái Android Box hay là những cái tiện ích bổ sung. Chất lượng của camera lùi có thể nói là cũng tuyệt đỉnh trong phân khúc. Bên dưới thì chúng ta có hệ thống điều khiển điều hòa tự động. Dĩ nhiên là chỉ có một vùng. Về chất lượng của hệ thống điều hòa thì chúng tôi đánh giá là ở mức khá tốt thôi, chứ không thật sự mạnh và sâu như điều hòa của Toyota hay là Mitsubishi. Điểm sáng tiếp theo đó chính là chất liệu ghế. Ghế này được bọc da và chắc chắn loại da này sẽ siêu bền, tôi đánh giá là như vậy. Chỉ hơi tiếc là không có đục lỗ. Tuy nhiên, táp lô hay là táp bi cửa thì đều là nhựa, chỉ có một vài cái chi tiết tì tay thì mới được là bọc da thôi. Có một vài điểm mà chúng tôi cảm thấy chưa thực sự vừa lòng. Đầu tiên là góc quan sát chữ A. Tiếp đó là vô lăng chỉ điều chỉnh lên xuống, tức là hai hướng. Và cổng sạc thì chỉ có một cái cổng 12V mà không có những cái cổng USB. Hàng ghế sau có những điểm mà tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng cũng có vài điểm mà tôi cảm thấy thực sự là không hài lòng. Cái điểm thỏa mãn đó chính là độ rộng, rộng hàng đầu trong phân khúc luôn. Ghế giữa của băng ghế sau rất phẳng, như vậy là người ngồi đây sẽ cảm thấy thoải mái. Và khi không có người ngồi, có thể lật cái chi tiết này xuống thành một tì tay. Nhưng mà điểm không hài lòng là đây. Thứ nhất là gối tự đầu không điều chỉnh được độ cao. Thứ hai là không có cửa gió hay là cổng sạc cho hàng ghế sau. Một điểm sáng nữa là đây, khoang hành lý tiêu chuẩn,
Phải nói là Suzuki thiết kế rất khéo cái khoang này, vừa rộng vừa sâu, và dưới này là lốp dự phòng kích cỡ nhỏ hơn một chút so với lốp đang dùng. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm chi tiết mẫu xe Suzuki Seat, một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng B. Với tất cả những gì hội tụ thì đến đây chúng ta có thể kết luận rằng việc Suzuki Seat không được ưa chuộng lắm trên thị trường Việt Nam là hoàn toàn có lý do. Và đặc biệt là từ đầu năm âm lịch năm 2024 thì một số dòng xe khác trong phân khúc này giảm giá rất sâu, có nhiều phiên bản trang bị hấp dẫn, mức giá cũng rất hấp dẫn, xuống dưới 500 triệu, khiến cho chiếc xe này vốn đã khó khăn thì nay lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên thì đây cũng là một lựa chọn mà dành cho những quý vị đang tìm kiếm một chiếc xe có không gian sử dụng rất rộng rãi và chi phí rất hợp lý. Và để kết luận một câu cuối cùng về Suzuki Seat thì có thể nói rằng những quý vị mà bỏ tiền ra mua chiếc xe này chắc hẳn là những người cũng rất đặc biệt. Và đó là quan điểm của chúng tôi. Còn quan điểm của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự hấp dẫn và đáng tiền hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.